Xin chào các bạn, ngày hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau đi giải bài tập số 2 trong sách giáo khoa trang 130. Bài tập số 2 trong sách giáo khoa trang 130 yêu cầu chúng ta đó là hãy viết công thức hóa học của các axit có gốc axit cho dưới đây và cho biết tên của chúng. Đầu tiên là Cl, SO3, SO4, HSO4, CO3, PO4, SBr, NO3. Vậy thì các bạn phải nhớ cho cô đó là gốc axit có hóa trị 1 được biểu diễn bằng một dấu gạch ngang thì sẽ liên kết với một nguyên tử hydro. Và tương tự như thế với gốc axit có hóa trị 2 thì được biểu thị bằng hai dấu gạch ngang liên kết với hai nguyên tử hydro. Và với những cái gốc axit có hóa trị 3 được biểu thị bằng 3 dấu gạch ngang thì sẽ liên kết với 3 nguyên tử hydro. Và dựa vào cái quy tắc này, chúng ta có thể viết được công thức hóa học của các axit. Đầu tiên, với gốc Cl liên kết với một nguyên tử hydro do có hóa trị 1, chúng ta sẽ có axit đó là HCl. Và tương tự vậy, với SO3 liên có hóa trị 2 liên kết với hai nguyên tử hydro, chúng ta sẽ có công thức đó là H2SO3. Với SO4 cũng tương tự như vậy, sẽ là H2SO4. Với HSO4 thì chúng ta sẽ có là liên kết với lại một nguyên tử hydro. Tuy nhiên, ở đây thì chúng ta sẽ có axit đó là NaHSO4. Với gốc CO3, chúng ta sẽ có đó là H2CO3. PO4 hóa trị 3 liên kết với 3 hydro sẽ là H3PO4. Lưu huỳnh có H2S, Br là HBr, NO3 là HNO3. Và sau khi mà chúng ta đã viết được tên của các axit này rồi thì chúng ta sẽ gọi tên. Và để gọi tên thì các bạn lại phải nhớ lại cho cô quy tắc gọi tên của axit. Thì chúng ta sẽ mở lại cho cô một sách giáo khoa. Sách giáo khoa trang 126, phần 4, tên gọi. Người ta có tên gọi đầu tiên của axit không có oxy thì sẽ là tên axit cộng tên phi kim cộng hydric. Ví dụ như ở đây người ta có đó là HCl thì sẽ được gọi là axit chlorhydric, hay là H2S sẽ là axit sulfuric. Và gốc axit tương ứng đó là Cl là chlorua và S đó là gốc sulfur. Ngoài ra thì axit có oxy, và với axit có nhiều nguyên tử oxy thì sẽ được gọi tên đó là tên axit sẽ bằng axit cộng với tên phi kim cộng với x cộng với đuôi x. Ví dụ như HNO3 có 3 oxy thì sẽ được gọi là axit nitric, vì gốc NO3 sẽ là gốc nitrat. Ví dụ như H2SO4 thì sẽ được gọi là axit sulfuric. Và với axit có ít nguyên tử oxy thì tên axit sẽ bằng tên axit cộng tên phi kim cộng đuôi ơ. Ví dụ như là H2SO3 thì sẽ được đọc tên đó là axit sulfuro, với gốc SO3 là gốc sulfit. Vậy là khi các bạn đã đọc lại cho cô được kiến thức về mục tên gọi axit rồi thì chúng ta có thể gọi tên được các axit này. Và ví dụ như ở axit đầu tiên, HCl sẽ công thức đó là axit chlorhydric. Với axit 2, H2SO3 sẽ có tên là axit sulfuro. Axit sulfuro. Với axit thứ 3, H2SO4 sẽ được gọi là axit sulfuric. Số 4, NaHSO4 sẽ được gọi là natri hydrosulfat. H2CO3 sẽ được gọi đó là axit carbonic. H3
H2PO4 được gọi là axit phosphoric. H2S sẽ được gọi là axit sulfuhydric. HBr sẽ được gọi là axit bromhydric. Và HNO3 sẽ được gọi là axit nitric. Vậy là cô và các bạn vừa cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2 trong sách giáo khoa trang 130. Hẹn gặp lại các bạn vào những bài tập lần sau.